Đạo Vạn Phật Thành ngày 10 tháng 10 năm 1982. Cá ở trong nước mà không biết đang ở trong nước. Con người sống ở trong không khí nhưng không thấy được không khí. Tuy nhìn mà chẳng thấy nhưng không thể nói không có không khí. Không khí tuy không có hình tướng nhưng chẳng phải là không có không khí. Cá sinh trong nước, nó nhìn mà chẳng thấy nước. Xong một khi cá ra khỏi nước thì nó không thể sống được. Con người nhờ vào không khí mà sinh tồn, tuy ăn không khí, không làm mình no, xong mình cần không khí để sinh tồn. Vạn vật sẽ chết vì thiếu không khí. Nhân gian thì có không khí, ở trên trời cũng có một loại thần khí, thần tánh, ở nơi Phật thì có Phật tánh. Phật tánh và thần tánh tuy không thể thấy được, xong cảnh giới của thánh nhân thì không thể không có. Nếu không có thần khí thì chư thần sẽ đọa lạc, nếu không có Phật tánh thì cũng không có Phật. Đó thật là cảnh giới vô cùng kỳ diệu. Tu hành tức là tu đại đạo vô hình, tu đại đạo vô tình, tu đại đạo vô danh. Cho nên Thái Thượng Lão Quân có nói trong Thanh Tịnh Kinh rằng, đại đạo vô hình sinh dục thiên địa, đại đạo vô tình vận hành nhật nguyệt. Đại đạo vô danh trưởng dưỡng vạn vật, ngô bất chi kỳ danh, cưỡng danh vi đạo. Nghĩa là, đại đạo chẳng có hình dáng, nhưng sinh ra trời đất. Đại đạo chẳng có tình cảm, song xoay vần nhật nguyệt. Đại đạo chẳng có tên tuổi, song nuôi dưỡng vạn vật. Ta chẳng biết tên là gì, đành gọi là đạo vậy. Chữ đạo này, theo chữ Hán thì trên đầu có hai chấm, tức là điểm âm, điểm dương. Lại cũng từ chữ nhân, nghĩa là người, mà biến hóa ra, hai điểm này là chữ nhân viết lộn ngược. Tu đạo có nghĩa là phải lộn ngược trở lại, là đi ngược dòng nước, chứ không phải đi thuận theo dòng nước. Đi thuận theo dòng nước tức là sinh tử, mà đi ngược dòng nước tức là niết bàn. Chữ nghịch, nghĩa là ngược, phía trên cũng có hai chấm, đó cũng là do chữ nhân mà ra, cho nên muốn thuận thì thuận, muốn ngược thì ngược. Ở phía dưới hai chấm, theo chữ đạo thì có một lằn ngang, tức là chữ nhất. Chữ nhân mà phân chia ra thành một âm một dương, thiên âm thiên dương thì gọi là cực. Thiên nghĩa là thiên lệch, khi âm thiên lệch hay khi dương thiên lệch thì đến chỗ cùng cực. Còn đạo người thì ở chỗ nào? Từ nơi chữ nhất này, tức là số một mà tìm. Số một là bản thể của các số. Một này từ đâu mà có? Một này từ nơi số không mà ra. Đã không thì chẳng có trong cũng chẳng có ngoài, không bắt đầu cũng không kết thúc, quét sạch tất cả các pháp, lìa bỏ tất cả các tướng, phóng ra thì bao quát mọi thứ, cuộn lại thì ẩn tàng chẳng thấy. Tất cả vạn vật bắt đầu từ số không này mà ra, cho tới sông núi, đất đai, phòng ốc, nhà cửa, sâm la vạn tượng, đều từ nơi số không này mà bắt đầu. Nói một cách rõ ràng hơn, thì số không này chính là bản hữu Phật tánh, là đại quang minh tạng rực rỡ sáng ngời. Nếu thâu nhỏ lại thì nhỏ hơn hạt bụi, nếu biến lớn ra thì lớn trùm pháp giới, cho nên lớn vô cùng mà nhỏ cũng vô cùng. Chẳng có hạn lượng nào cả, chính là số không vậy. Song con người không biết giữ gìn quy củ, đem số không này mà phá vỡ đi, cho nên biến thành số một. Do đó, nếu chỉ có số không mà thôi thì không có số một, cũng chẳng có các số khác. Và cũng chẳng cần thiết phải có các số khác. Bởi vậy cho nên, bản lai là hào quang, sáng ngời, rạng rỡ, sau đó thì biến thành một. Một này, một bên tức là âm, một bên tức là dương. Có nghĩa là từ một âm, một dương mà sinh ra muôn vật. Con người tu đạo thì phải từ nơi số một này mà bắt đầu. Trong chữ đạo, ở dưới nét chữ nhất thì có chữ tự. Bây giờ mình phải đi kiếm chữ tự. Chữ tự nghĩa là chính mình, gồm có dấu phép và chữ mục, nghĩa là con mắt. Tức là phải dùng con mắt mà hồi quang phản chiếu mà hướng vào bên trong, không phải chạy ra ngoài mà nhìn. Đóng con mắt lại là chữ tự, tức là chính mình. Bây giờ, nếu thêm chữ xước ở một bên nữa thì thành ra chữ đạo. Ý nói, đạo là cần phải tu, bởi vì chữ xước có nghĩa là đi, là bước, là thực hành. Ông Hàn Dũ ở trong tập Nguyên Đạo có nói rằng, do thị nhi trí yên chi vi đạo, nghĩa là từ nơi này mà đi tới chỗ kia thì gọi là đạo. Đạo có nghĩa là đường đi, cho nên tu đạo thì cần phải cung hành thực tiễn, thật sự tu hành,
phải nỗ lực và hết sức thành tâm. Nếu mình muốn phản bổn hoàn nguyên thì cần phải từ nơi số một này mà tu về số không. Đắc nhất vạn sự tất, nghĩa là được một mọi sự đều xong. Nếu mình khôi phục lại được số không này, tức là mình có thể trở về với bản lai diện mục và có thể chuyển diệu pháp luân. Ha ha ha,